Xin chào các bạn. Chào các bạn nha. Hôm nay hai cô cháu xin mời cho có thử thách là dùng cái cuộn dính này nha các bạn, để dính những cái đồ ăn trên bàn này, xem ai dính được nhiều hơn nha các bạn. Đây. Vậy á hả? Cuộn dính nha, đây. Rồi. Bao bóng tí hơn. Bây giờ là thử thách là bắt đầu luôn nha các bạn. Ăn mồi. Cậu ba sẽ thử thách trước nha. À con. Con lấy cái gỗ nữa. Phải ưu tiên cho em nhỏ trước chứ cậu ba. Rồi à, bạn mũi sẽ cái rổ màu hồng, còn cậu ba là màu xanh nha. Mũi nè, cái gỗ của mũi nè, để gấp lấy xong mà bỏ vô đây nha. Mũi lấy được cái bong bóng rồi kìa. Còn ba là cái gỗ màu xanh. Rồi. Mình lăn cho nhiều hơn, nhiều thứ á, coi nhiều thứ nó dính vô mới ngon chứ. Bạn mũi biết không? Một lần thôi chứ. Rồi. Giờ tới cậu ba phải không? Không mua được cây kẹo mốt. Tới cậu ba đi. Cậu ba nè. Cái này bự nhất nha. Cậu ba lăn nhiều thứ lắm đó. Con không biết lăn nhiều thứ giống cậu ba. Wow. Cậu ba lấy được cái gì rồi? Wow, thôi. Hết chín rồi. Một cái mới được chứ. À. Không mọi nhìn cậu ba nè. À các bạn ơi, một gói tên nách nha, đây. Bỏ xuống gọt. Tên nách nè, mì hảo hảo luôn nè. Mì hảo hảo. Mì quá mì quá. Wow, cậu ba được 3 gói khổng lồ. Gọt của em à. Gọt của em. Anh hai ra chơi luôn, anh hai cổ vũ đi. Yeah. Đúng rồi, anh hai yeah. Rồi tới bạn mũi lẻ lên. Mũi xe nhiều nhiều á nha con. Cậu ba được 3 gói khổng lồ luôn rồi đó. Thôi, để con. Rớt rồi. Mũi rớt rồi, không có bấy tay bóc. Nè, để nè. Cái gì nè? Sờ nắp trong biển kìa. Được không? Đó, rồi. Sao có lấy con gói vậy? Con không lật mặt bên đây lấy thêm nữa. Nhìn cậu ba kìa, nhìn cậu ba làm hồi bắt chước lại nha các bạn. Ồ, cậu ba quay tới quay lui, nó mới dính nhiều. Rồi, con mũi buồn ngủ nữa các bạn ơi. Trời ơi, có người ăn gian. Có người ăn gian, anh hai rình rình lấy đồ bỏ vô rổ bằng mũi quá trời luôn. Anh hai giúp đỡ bằng mũi các bạn ơi, anh hai giúp đỡ bằng mũi. Thương anh hai ghê chứ anh hai. Bạn ơi. Wow, cuối cùng cậu ba cũng đã lăn rất là nhiều kẹo luôn bằng mũi ơi, nhìn bỏ kìa. Bỏ vô đây nha, bỏ vô đây. Cậu ba đầy rổ rồi, gần đầy rổ rồi. Kẹo quá chừng luôn các bạn ơi. Bằng mũi không biết cách là. Wow. Cái bong bóng dính tay bằng mũi luôn, hay lắm. Bóng nè, tới mũi nè. Tới mũi. Mũi lăn được cái gì? Lăn lên nha. Rồi, quay quán kia chứ dính nước hả? Nước, đúng rồi đó, mũi làm đúng rồi, dính sát luôn, nữa. Gớt rồi. Lăn nhiều quá nó gớt rồi, bằng mũi được đi. Cái gì? Mũi được kẹo sô-cô-la. Bao bóng luôn. Cái bong bóng nhỏ. Tới cậu ba nha. Đáng yêu thương. Đáng yêu thương, đáng yêu quá. Bây giờ cậu ba sẽ lấy cái kẹo bình sữa đi. Dính nổi không này? À, wow, dính lên à, rớt rồi. Gớt không tính nha, gớt không tính. Cậu ba sẽ lấy con bóng rồi đi. Ê, các bạn ơi, lấy được con bóng. Wow, con bóng dính dữ. Quá. Từ bể luôn á. Bỏ vô đây nha. Và 2 bịch Milo nha các bạn. 2 bịch sữa Milo. Nè, tới bạn Tí nè. Tới bằng mũi đi. Wow. Gắn lên con, cố lên con. Yeah. Wow, rất là nhiều luôn mũi nha. Mũi kẹo bình sữa phải không? Mũi được kẹo bình sữa nha. Kẹo mũi để này bên đây đi. Kẹo ngon lành luôn. Để lên đi. Ba cũng để này. Gom quà lại cho nó gọn lại. Đó. Rồi, tới cậu ba. Cậu ba. Rồi. Cậu ba bây giờ sẽ qua sẽ lấy cậu mốt nha. Ấy cậu mốt coi giống vậy. Bao mũi, cậu ba cố lên, cậu ba cố lên, cậu ba cố lên. Cố lên cậu ba ơi. Kẹo mốt các bạn ơi. Cố lên cậu ba ơi. Rồi tới bạn mũi. Tới bạn mũi. Bạn mũi mới lấy gì bỏ vô vậy? Bỏ ra lại. Bạn mũi cố lên, cậu ba không cổ vũ cho bạn mũi gì hết. Cố lên. Wow. Bạn lấy được gì vậy mũi? Mũi lấy được 2 gói mì tôm luôn. Được 2 gói mì tôm luôn. Tới cậu ba.
Giật cả mình hết hồn luôn. Rồi, tới cậu ba nha. Mồi không có bị bể nha. Tới cậu ba kìa, có ba kìa, có cậu ba lấy nha. Các bạn ơi, còn có phi tôm nè. Trời ơi, kẹo luôn. Bao bóng nhỏ chứ không. Bóng nó nhẹ nhẹ nha, để nó bể. Wow, wow. Nè, tới mồi nè. Chữ là bị bể chứ nè. Bây giờ đồ ăn tôi bàn còn rất ít nha các bạn. Nãy lấy nhiều quá rồi. Wow, wow, mồi lấy gói phở luôn. Đã, hai gói luôn. Yeah. Mồi ơi, cố lên. Sao mày bảo giữ vậy? Đó phở gà đó, phở gà. À, cậu ba cũng bắt trước, cậu ba cũng bắt trước. Lấy con phở bự không lỡ. Các bạn ơi, lấy được cái con phở bò các bạn ơi. Con bự không nè. Thằng Mồi cũng bự luôn. Tới con á. Kiếm gì bự lấy trước Mồi ơi. Thằng Mồi phá kẹo mốc rồi. Kiếm gì bự lấy trước. Yeah. Mồi ơi, cố lên. Mọi ơi, cố lên. Cậu ba thấy đầy nhiều hơn cậu Mùi á. Cậu ba sẽ lấy hai cái kẹo bình sữa nha. Không được đâu cậu ba ơi, đừng có tham quá, đừng tham lam quá. Kẹo ơi, đừng có kẹo bình sữa. Bên đây nè. Nè, con nè, tới con á. Nó hút rất là nhiều kẹo và bánh nha. Cái kẹo lên này nó hút rất là nhiều kẹo và bánh vào. Wow, kẹo nè. Đã luôn. Cậu ba. Lấy cậu ba nè. Cậu ba sẽ lấy kẹo matcha nha. Có nhiều kẹo matcha, cậu ba lấy hết nha. Cậu ba là thu hợp kẹo matcha. Cái kẹo này nó từ từ nó ít dính lại á. Bớt dính. Còn cậu phải gán lấy luôn mới được. Cái lúc đầu nó dính nhiều quá. Tất cả kẹo matcha đã thuộc về mình các bạn ơi. Không, rồi ngồi còn đây nè con. Đừng lo. Không thấy. Nè. Không muốn có một kẹo bốn mùa ta, đã ta. Được không? Được không? Kẹo bốn mùa phải không bạn Mùi? Kẹo bốn mùa hay kẹo gì con? Kẹo bốn mùa nè. Ờ, hai cục kẹo. Hai cục kẹo bé. Cắt kẹo nhiều luôn. Nặng quá luôn rồi kìa. Cậu ba phải nặng quá. Quá các bạn ơi. Nhiều quá. Rớt rồi cậu ba không tính. Làm lại, hai kẹo mút nha. Dạ. Nè. Tới thằng Mùi. Lấy cái kẹo bình sữa coi. Có con bóng kìa. Rồi, hết rồi các bạn ơi. Quan trọng là bạn Mùi có cái bóng hồng bự khổng lồ đâu Mùi. Bạn Mùi chưa có bể. Đây là hai cái hình, hai cái gỗ đồ ăn có hai cậu cháu xíu mười mà lấy được nha các bạn. Ăn mì tôm nè. Ăn mì tôm luôn hả? Dạ. Trời mà ơi, sao mà lấy sao hai vật của cậu ba sao thấy hình như trong màu xanh mà còn của bạn Mùi có hồng hồng đỏ đỏ nữa nè, nhiều lắm nha. Dạ, màu hồng chứ đúng không Mùi? Mùi làm gì không Mùi? Mùi ăn mì tôm, đây cậu ba gửi cho được không? Trời ơi, ăn mì tôm. Cũng ăn mì tôm mà. Thôi, ăn gói thôi. Bây giờ mình sẽ ăn mì tôm thay bánh luôn nha. Bạn ơi, cậu cháu sẽ ăn mì tôm nha. Nè. Thì tôm làm cơm đi ăn luôn. Sao bạn Mùi? Con số mấy con? Xin nắp đi ăn nha, vô. Một, con số hai, mấy? Chim. Chim. Trời đỏ lum luôn. Con số mấy? Con số mấy con? Mấy điểm? Mùi cho mấy điểm? Ngon phải không? Ngon. 1, 2, 3, 4, 5 10 điểm. Mùi cho 10 điểm luôn. Dữ. Lấy cái bong bóng mặt cười của con lên kìa Mùi. Nó rớt rồi. Không, qua bể à. Đây em mượn bong bóng. Rồi ba mượn bong bóng của xí Mùi luôn. Cầm đi. Chào các bạn. Các bạn ơi, thử thách gấp đồ ăn bằng cái cuộn băng dính của hai cục trái xí Mùi đang kết thúc nha các bạn. Chào các bạn. Bye bye các bạn nha. Bye bye các bạn nha. Cầm bong bóng con, bye bye. Bong bóng cầm bong bóng nhỏ kìa. Ôi, á, con bóng cậu ba và bong bóng xí Mùi. Hay quá ta. Chăng. Chăng 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 chăng. Ê ê. Các bạn ơi, chúc các bạn xem video của bạn Mùi có một ngày thật là vui vẻ, may mắn và bình an nha. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye các bạn. Ồ, dính cậu A luôn.
Cái này tẩy lông được, tẩy lông cho muội, tẩy lông. tẩy lông.